Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch COVID-19. Theo đó, người từ vùng không có dịch thuộc tỉnh ngoài đến Hưng Yên làm việc phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định. Do một số doanh nghiệp chưa nắm bắt được nên vẫn thực hiện xét nghiệm đối với toàn bộ lao động đến từ tỉnh ngoài chưa có dịch. Thay vì cho đi xét nghiệm sàng lọc, qua rà soát, doanh nghiệp này yêu cầu 3 trường hợp F3 tại thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa nghỉ và tự cách ly tại gia đình. Số lao động đến từ tỉnh chưa có dịch bắt buộc đến khai báo y tế tại trạm y tế xã, không có nguy cơ dịch tễ và hết thời gian cách ly. Hiện tất cả đều đã trở lại doanh nghiệp làm việc bình thường. Dịp nghỉ lễ Tết về đến, tất cả các công nhân viên chức luôn luôn phải khai báo. Mình đi làm việc trong quá trình mình nghỉ, thời gian nghỉ mình khai báo cho chính quyền địa phương. Đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trên 32.000 lao động ngoại tỉnh đều cho kết quả âm tính. Phần lớn là lao động đến từ những tỉnh chưa có dịch, trong khi chi phí bình quân cho một lần xét nghiệm là trên 700.000 đồng. Mức chi phí này tương đương với giá mua 2 liều vaccine phòng chống COVID-19. Tôi cho rằng vấn đề xét nghiệm thì trước hết nói về khía cạnh cần ấy. Là cần, nhưng xét nghiệm cho đối tượng nào và các doanh nghiệp nào cần phải xét nghiệm đại trà thì đây cũng là cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải tính toán, để cho nếu như chẳng hạn cái tiền dù có dù ngân sách hoặc là do các công ty chi trả thì cũng là một khoản rất lớn. Xét nghiệm đối với lao động đến từ vùng có dịch mà ở địa phương đó hiện đang có ca lây nhiễm trong cộng đồng là đòi hỏi cần thiết và bắt buộc đối với những lao động đến từ tỉnh chưa có dịch và không có yếu tố dịch tễ lây nhiễm bệnh qua khai báo y tế. Doanh nghiệp không nhất thiết phải xét nghiệm tất cả mà thay bằng việc phối hợp quản lý, giám sát giữa doanh nghiệp, người lao động và chính quyền địa phương nơi người lao động làm việc.